Hai vận động viên thi đấu ở hạng cân 55 đến 60 kg dành cho vật tự do nữ. Trân trọng giới thiệu trận thi đấu vật tự do nữ 55-60 kg Nguyễn Thị Ngọc Mai quân đội trang phục đỏ gặp Nguyễn Hồng Ngọc của Hà Nội trang phục xanh. Mời hai đô vào sới. Hai viên bắt tay nhỉ. Các trọng tài chuẩn bị, hai viên chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Như vậy ở trận thi đấu này, cụ Vũ Công Toàn có thưởng cho vận động viên nào thắng cuộc 500.000 đồng. Vì vậy hai vận động viên thi đấu tích cực. Một kỹ thuật sườn của vận động viên xanh đã giành được 4 điểm. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn cụ Vũ Công Toàn đã đồng hành cùng các vận động viên nữ thi đấu ở giải hội làng năm nay. Vận động viên Ngọc Mai mang trang phục đỏ là vận động viên của quân đội. Còn vận động viên Hồng Ngọc mang trang phục xanh là vận động viên của Hà Nội. Hai vận động viên đang là những thành viên đội tuyển trẻ của quân đội và Hà Nội. Ôi, ngoài rồi, ra ngoài. Mời hai vận động viên và giữa sới, trận đấu tiếp tục. Trong trận thi đấu này, vận động viên nào thắng cuộc được cụ Vũ Công Toàn thưởng cho 500.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn cụ Vũ Công Toàn, chúc cụ và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều may mắn. Một kỹ thuật quấn rất đẹp mắt của vận động viên mang trang phục đỏ giành được 4 điểm. Tiếp theo dành cho vận động viên xanh. Rồi, ngoài sới. Mời hai đô vào giữa sới. Tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Một kỹ thuật sườn sóc lách cỏ đồ xanh, vận động viên xanh đã dùng 4 điểm. Rồi, tuyệt đối rồi. Mời hai vận động viên vào giữa sới. Chúng tôi xin công bố kết quả bằng chiến thắng tuyệt đối dành cho Nguyễn Hồng Ngọc của Hà Nội. Mời vận động viên Nguyễn Hồng Ngọc của Hà Nội đứng giữa sới. Không phải phong bì đấy. Không cần đâu, không cần đâu. Không cần phong bì. Không cần phong bì. Mời vận động viên Ngọc của Hà Nội đứng giữa sới nhận phần thưởng. Mời, của cụ Vũ Công Toàn với phần thưởng 500.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn cụ Vũ Công Toàn. Chúc cụ và gia đình năm mới an khang thịnh vượng.